Hello, xin chào các bạn, mình là Bổ Củi đây. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Bổ Củi nha. Hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể đứng top 1 ở trong cái phần huyễn cảnh linh thú. Đây là cái sự kiện sẽ diễn ra ngày thứ 2 và hết ngày thứ 3 đến 00 giờ là sẽ tổng kết bảng xếp hạng nha. Thì đây là bảng xếp hạng hiện tại của mình. Mình thì đang ở top 1 đây các bạn ơi. Trong phần 8 hiểm mình nhận thêm một chút điểm nữa, 14.000 điểm nữa cho nó chắc các bạn nha. Để xem top 2 kém mình bao nhiêu điểm nha. Wow, top 2 kém mình tận bao nhiêu đấy? 230 mình trừ đi 186 là bao nhiêu nhỉ? 40.000 điểm nữa các bạn ơi. 44.000 điểm cơ. Thì chắc chắn là trong vài giờ nữa là bạn ấy không thể nào mà đuổi kịp mình được rồi. Thì làm thế nào để chúng ta có thể đứng top 1 được bảng xếp hạng ở trong phần huyễn cảnh linh thú đó? Và top 1 thì có cái lợi ích gì mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn nha. Top 1 thì chắc chắn là chúng ta có thể sở hữu được dương thần thoại chọn tướng đỏ áo pet đỏ nha. Thì mình đang chơi phải né, dự kiến là sẽ vậy nên là mình sẽ chọn kỳ lân. Và các bạn chơi nào thì có thể lựa chọn đây cho nó ngon lành kính đáo nhé. Thì để có thể đứng được top 1 ở trong cái phần huyễn cảnh linh thú này thì gói đầu tiên các bạn phải sở hữu nó chính là cái quỹ trấn yêu tháp nha các bạn. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái ngự linh thạch cộng với cả một cái dương lựa chọn pet đỏ này. Rồi thì pet cam ngẫu nhiên các thứ này. Mình thì mình cũng lấy được một em pet cam ở trong cái dương ngẫu nhiên này. Nhưng mà đa phần là các bạn xui chỉ lấy được pet tím thôi. Nhưng không sao, pet tím cũng vẫn cứ là ok nha các bạn. Thì tiếp theo nữa là các bạn sẽ có cần một cái gói nữa trị giá là 1 củ 3 nha, 1299. Thì sau khi các bạn mua cái quỹ chiến yêu tháp đấy và đi leo tháp kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì nó hết giờ rồi cho nên nó không hiện ở đây nữa. Thế như nếu như bạn nào muốn xem kỹ hơn thì có thể xem lại cái video tập 1 đầu tiên ấy. Là mình có mua cái gói đấy rồi, các bạn quay lại xem nhá. Cái gói đấy thì mình sẽ có được 1800 cái ngự linh thạch. Đấy, thì cực kỳ là ok luôn. Sẽ có rất nhiều điểm cho các bạn có thể là mua ở trong này. Đấy, và khi mà chúng ta mua thì các bạn cứ lựa mấy con pet lam trở nên các bạn mua. Nhớ là đầu tư nha. Thì đây là số linh thú mà mình đã đầu tư. Ngoài ra các bạn cũng phải dùng đó chính là tiên ngọc để mở hết những cái ô ở đây nha. Tầm bao nhiêu ô nhỉ? 12 ô. Đấy, các bạn mở tầm 12 ô là ok này. Bắt đầu từ những cái ô này trở đi thì phải là 500 cái tiên ngọc này một phát này. Thì nhân lên là phải tốn đâu đó tầm 5k tiên ngọc gì đấy nha các bạn. Thì chúng ta mới đứng top 1 được, nhưng không sao. Bù lại thì chúng ta có một con pet đỏ cực kỳ là xịn sò bò, các bạn biết rồi đấy. Tiếp theo nữa là ở trong cái phần này. Đây, thám hiểm này. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình thì mình sẽ không nâng sao nha. Không nâng sao. Đấy, pet tạm thời trong 3 hôm đầu các bạn đừng nâng sao vội. Đặc biệt là những con pet cam trở lên. Đấy, ví dụ như em ứng long này mình có thể nâng sao cho nó lên 1 sao. Nhưng mà mình không nâng, mà mình tách hai em ra thì cái chỉ số nó cộng được nhiều hơn. Ví dụ như là một em pet cam mà nó sẽ cộng được điểm là 41 điểm nha. Pet tím chỉ được 33 điểm thôi. Và các bạn nhìn thấy con pet đấy này, cùi bắp mình chỉ được có 16 điểm thôi thì các bạn thấy rồi đấy. Cái tội gì mà chúng ta không xài những con pet từ pet lam trở lên đúng không? Khi mở ô đấy các bạn lưu ý tại sao mình không mở full 4 ô ở trên này. Sau đó mình mở full 4 ô ở dưới này, mà mình lại mở kiểu như thế này. Do là nó còn liên quan đến việc các bạn reset ra linh thú ở trong này nữa. Ví dụ như là các bạn click vào đây thì các bạn nhìn thấy trong số linh thú các bạn có chỉ có tầm 3 con thì chúng ta chỉ nên mua 3 ô thôi, đúng không? Tiếp theo ở dưới này. Đấy, các bạn nhìn thấy mình chỉ có đúng 2 em này. Đấy, là tăng mũi tên tăng lên thì mình mua đúng 2 ô. Ở dưới này. Đấy, mình có tận 4 em liền à? Thế thì mình mua 4 ô. Ok luôn. Tương tự như vậy những ô dưới này nữa. Đây. Trời ơi. Xịn sò con bò luôn. Các bạn thấy không? Ở trong cái phần nhiệm vụ thì nó sẽ có hai cái nhiệm vụ, một là nhiệm vụ khám phá, hai là về nhiệm vụ xuôi nổi. Thì cái nhiệm vụ xuôi nổi này để kiếm được những cái này là nó cũng hơi khó khăn đấy các bạn. Thì cố gắng là làm hết những cái nhiệm vụ ở trong này nha các bạn ơi. Thì nhiệm vụ khám phá chúng ta được cái để quay. Cái này thì mình thấy nó phù bắp hơn, chủ yếu là bên này này. Bên này chúng ta sẽ có những cái điểm, nhưng mà các bạn phải tiêu xài cho nó hợp lý nhá. Chứ đừng vào đây cứ treo máy nhanh là nó cũng dở hơi đấy. Các bạn ưu tiên mua slot ở trong này trước. Đấy, sau đó thừa thì chúng ta mới treo máy nhanh các bạn nhá. Nó có 3 cái mình quay thử này. Được cái gì không? Được cái gì không? Ơ nhưng mà hôm qua mình quay X10 mình ra được 2000 tiên ngọc đấy. Được phết. Rồi, nhận thưởng luôn này. Như vậy là bảng xếp hạng của mình bây giờ đang là 231.000. Top 2 là 186.000 nha các bạn. Còn 3 tí nữa thì mình hoàn toàn tự tin là mình có thể lấy được top 1 nha.